Chào bạn. Sáng nay trời mưa nhỏ, đang ngồi bán hàng bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn. Thằng cu ở trên tầng chạy huỳnh nghịch xuống bảo là có dây điện đứt trên mái. Tôi đoán ngay là có sự cố hệ thống điện. Vì nhà tôi ở gần cái đường dây điện cao thế, chắc là khoảng 35 kV. Đấy, tôi chạy lên. Đấy, các bạn nhìn này. Cái đường dây này có 6 dây thì 3 dây đã võng xuống rồi. Lần đầu tiên thì tôi thấy cái cảnh này rất là ghê, nhưng mà cũng đoán là cái hệ thống tự động của ngành điện nó tốt nên nó chắc là nó sẽ cắt điện ngay. Đấy, chúng ta nhìn thấy 6 dây thì đứt mất 3 dây đấy. Đấy, chỗ này là nhìn từ đằng sau vườn nhà tôi. Đấy, chúng ta thấy 6 giây cũng chỉ còn có 3 giây thôi. Ngồi nhà một lúc thấy xung quanh xôn xao ồn ào. Biết là có anh em ngành điện người ta xuống sửa chữa. Nên chạy ra xem sao. Đấy, 6 giây là mất 3 giây bên kia kìa đấy. Ừ. Thế là các anh mới chạy sang nó bảo chị đang sang nhà mình đổ cái gì mà nó đổ thế, thế ta bảo đổ cái gì đâu, chỉ có cái gì mà đổ thế, chạy đang có thấy ba cái dây sợ nhất là quán Hà Liền đây này đấy, thế khả năng là dây rất còn nối còn lâu đúng không, chắc phải chiều hoặc mai. Ừ. Ừ. Đứt cái này thôi, ngắn thì nối. Đây này chắc lâu rồi, chú ý lâu đấy. Nhưng mà đứt này đứt một khoảng cột thôi phải không? Mấy khoảng cơ à? Thô là mấy khoảng. À. Nguyên nhân đang được làm rõ. Ừ. Không, không phải đang phát trực tiếp mà đang quay lại cái kỷ niệm. Tại lần đầu tiên thấy dây điện nó rơi nhìn như mái nhà mình phát khiếp rồi. Và lần đầu tiên thấy dây có thế đứt ở nhà mình. Cái gì cứ điện cao thế thì phát khiếp. Coi như Hà Liền sát đấy là phát khiếp đấy. Thôi được, không sao cả. An toàn về người là tốt rồi. Bây giờ tự động tắt mà. Nói chung là yên tâm. Khi đã rơi cái là nó cắt luôn. Cái đường 110 chắc là bốc đi rồi đúng không? Đây chắc đường 35 kV này. Hả? Đường đường bốc rồi gì? Nhổ hết cột đi rồi. Ừ. Đường này chắc đường 35 kV. Thì nó 6 giây này. Cái này hỏi anh Kiên thì anh biết. Ông Kiên nhà ông Kính. Không, các đồng chí này thì biết rồi.